Chào mừng tất cả quý vị đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Và khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng ta là 13:15 trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình là cầu nối giữa một người thần tượng và một người fan hâm mộ. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì thần tượng sẽ là... Xin mời! Còn chưa khô, anh quay đi mà nghe tim vỡ òa. Vì một người mới đến, để cuộc tình chia hai. Bao yêu thương lâu nay đâu dễ phai. Đoạn đường dài phía trước, giờ còn mình anh thôi. Em buông tay để bước theo một người. Còn gì mà tiếc nuối, từ thì tình chia đôi. Nghe chơi với niềm tin anh sẽ sai. Xin vui xin gửi lời chào đến quý vị khán giả của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và thực sự là hôm nay là lần đầu tiên mà Thiên Vương hẹn hò với một fan của mình. Chắc có lẽ rất là thú vị. Anh thử tưởng tượng thôi, người fan của mình sẽ như thế nào? Anh sẽ tưởng tượng là một một người cũng có thể đã có tuổi rồi. Dạ. Tại vì MTV đã hoạt động được 22 năm rồi. Cho dạ. Nên là những fan ruột của MTV là bây giờ thì các bạn đã có tới 2 hay tới 3 con rồi. Vậy là có suy luận. Bây giờ chúng ta sẽ đến với fan hâm mộ ngày hôm nay. Xin mời ạ. Wow. Xin chào em. Vâng ạ, em tên là Lại Thu Phương. Hiện tại em đang là diễn viên, cũng là người mẫu ảnh. Wow. Anh có cái cảm nghĩ như thế nào khi mà anh đứng đây với một cái fans nữ rất là xinh xắn mà bạn có vẻ trẻ hơn trong tưởng tượng của anh rất nhiều đúng không ạ? Tại vì anh nghĩ là một fan với cái công việc bình thường. Hiện tại thì bạn Phương lại là một diễn viên, cho nên là cái việc lập gia đình nó sẽ khó hơn. Anh Vương quá tâm lý. Cho nên là anh hơi sai vấn đề đó thôi. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 1 của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Chào mừng tất cả quý vị khán giả thân thương đã trở lại với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Bạn Phương của chúng ta có vẻ hơi run khi mà gặp anh Vương. Thì em nghĩ rằng để xoa dịu bớt cái cơn run đó, anh có thể gửi tặng cho em với Phương cũng như là tất cả các khán giả một đoạn hát nào đó làm cho trái tim bé nhỏ này cũng trở nên ấm lên được không ạ? Em hát bài gì Phương? Dạ em rất là thích bài Nam Nhi của anh. Dạ. Vui đi, đừng ngại thêm làm chi. Ngước mắt lên trời cao, ta là Nam Nhi. Lo âu rồi ngày mai sẽ về đâu, hãy vững tin để bước qua vực sâu và cuộc sống sẽ muôn màu. Phương ngồi đây đã sẵn sàng chuẩn bị những câu hỏi của mình, và anh Vương cũng đã ngồi đây để sẵn sàng trả lời những cái thắc mắc của em. Nhưng mà trước khi trả lời thì em muốn anh hứa một cái điều, những gì anh trả lời sẽ là sự thật. Được, tại vì thực ra khi mà hầu như là các bạn mà hỏi anh cái gì đó thì thường thường là anh sẽ trả lời thật hết, tại vì không có gì để phải giấu giếm cả. Em có việc hỏi và anh sẽ trả lời cho em. Và em đã sẵn sàng với câu hỏi đầu tiên dành cho ca sĩ Thiên Vương chưa? Em rất là sẵn sàng ạ. Mời em đến với câu hỏi đầu tiên. Thật sự thấy anh rất là trẻ trung, thì anh có thể chia sẻ cho em cái bí quyết nào mà từ lúc mà anh cùng với các đồng đội của mình trong cái nhóm MTV á, đến bây giờ anh solo á, mà bây giờ anh vẫn giữ được cái phong độ trẻ trung như vậy? Tới bây giờ thì anh vẫn chưa solo. Có nghĩa là nhóm anh là thành lập năm 2000. Dạ. Và cuối 2003 thì anh vào nhóm. Sau đó thì hoạt động tới năm 2007, làm một cái live show rất là lớn ở thời điểm đó. Và nhóm chia tay. Thì sau 4 năm, cái thời điểm 4 năm đó thì anh hoạt động solo. Hai bài Nam Nhi và Thời Gian là hai bài mà thời điểm đó các bạn cũng rất là thích. Nhưng anh cảm giác là cái việc mà mình hát solo nó lại không thích, bởi vì tụi anh thích hát nhóm, bởi vì bè bối, nó ăn xam nhau. Cho nên là khi mình hát solo á, rồi đi diễn xa thì mình cảm giác như là mình thiếu thốn một cái gì đó. Mình cảm thấy mình không được vui, cảm thấy bị cô đơn. Cho nên rồi sau tới năm 2011, tình cờ với cái dịp sinh nhật của Nguyễn Dân, thì Nguyễn Dân mới đưa một bài hát, đó là bài Trở Về. Thì sau đó Dân mới nói là bây giờ các anh hát cho em bài này đi. Thì khi mà thu âm bài đó xong, cảm giác là
mọi cái nó giống như nó một cái sự sắp đặt, nhóm muốn quay trở lại và sử dụng cái bài Trở Về để mà quay trở lại luôn. Trong không gian xa xăm muôn trùng, bóng thấy nhớ thấy tiếc những tháng năm dài, mang theo bao nhiêu yêu dấu xa vời cuốn trôi một đời mãi điều tàn. Xin cho qua đi những bộn bề, xin cho yêu thương vẫn tràn trề, xin cho mai sau có một ngày trở về. Tôi như chim non mây lạc đàn, đêm qua tôi nghe bao thở than, giờ đã cạn tình thương và những giấc mơ buồn tan. Thì từ năm 2011 tới bây giờ tụi anh là hoạt động nhóm chứ không anh không hát solo nữa. Hầu như tất cả các chương trình mà mời anh hát solo thì anh đều từ chối hết. Và anh nói là bây giờ một là mời nhóm, còn không thì là anh thiệu anh tham gia một với một lĩnh vực nào đó, chứ anh không sẽ không hát lên. Dạ. Yeah. Và còn một cái ý nữa còn, là... Còn cái mà hỏi anh trẻ dạ. Thì thực ra rất thì... tỉnh táo nha, không vì nét đẹp trai con vương mà. Em quên mất một vài ý rồi. Kiểu thực dạ, ra thì tỉnh táo à. Có lẽ là anh không có uống bia rượu, anh không hút thuốc lá. Rồi hàng ngày buổi sáng thì anh tập thể dục, rồi tối thì nếu mà không có show thì anh lại ngủ sớm, sáng dậy sớm thì mọi cái tiếp diễn rồi ăn uống bình thường thôi. Thì nó vậy thôi chứ anh cũng không biết là biết gì cả. Và một cái câu hỏi nữa em muốn đặt cho anh đó là trong cái quá trình mà mình tham gia nhóm với anh thì không biết là có cái kỷ niệm nào đáng nhớ giữa các thành viên không anh? Tại vì tụi anh đã đi với nhau rất là lâu rồi, cho nên là đã hiểu tính nhau rất là nhiều. Thậm chí cái như chẳng hạn như bản thân anh là hiện tại bây giờ đi diễn tỉnh là anh là cái người chịu khổ nhất, bởi vì hai ông ngáy dữ quá. Ngáy rất nhiều đó, có nghĩa là mỗi người mỗi tông khác nhau và hòa với nhau. Thôi, dạ. Ngủ mà cũng bè ngáy đúng nữa. Rồi anh có định ngủ trước nhưng mà xong sau đó thì cái tiếng ngáy của anh Tuấn là to nhất ha, cho nên là đã đánh thức anh dậy. Rồi nếu mà anh vô tình đi mà bây giờ anh Tuấn hay là anh Minh ngủ trước đi thì anh sẽ không ngủ được. Và cho tới lúc một trong hai anh là anh Tuấn đi ha, anh sẽ giật mình dậy, anh đi vệ sinh. Thì trong tích tắc của anh đi vệ sinh anh đã ngủ rồi. Anh phải chìm giấc ngủ nhanh sớm trước khi bị đánh thức đúng không ạ? Đúng rồi. Cái đó là một trong những kỷ niệm mà cũng rất là vui. Anh kêu trời ơi, hai anh, hai cái máy cưa gỗ mà hai tần số khác nhau. Có cái tông tóc, cái tông trầm. Đúng rồi. Những vui buồn trong cuộc sống thì tụi anh đã trải qua hết rồi. Đã từ lúc mà còn độc thân cho tới lúc mà có gia đình rồi có con. Cho nên tất cả mọi cái đã nằm ở mức là giống như là một gia đình. Chỉ cần nhìn là biết, là hiểu, là muốn cái gì. Tụi anh làm việc tới bây giờ trên phương diện đồng ý với là vì đam mê và vì kiếm tiền để lo cho cuộc sống. Nhưng mà cũng là một gia đình lớn, sẽ không tách rời. Sao Phương, em thấy anh Vương trả lời rất là thiệt tình, có bao nhiêu là anh Vương nói ra được hết. Em có muốn nhân dịp cơ hội này hỏi sâu hơn nữa về những đề riêng tư của anh Vương không? Chỉ có tại Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao thôi ạ. Cái đó là câu mà em cũng muốn hỏi cho anh Thiên Vương ạ. Cảm ơn anh Đình Vũ đã tạo một cái bức đệm cho em để em có tinh thần để em hỏi hơn. Anh hay đi biểu diễn như vậy á, chị thì cái thời gian hai anh chị sắp xếp như thế nào á để chăm sóc cho các bé ở nhà? Cái việc chăm sóc chính thường là vẫn là bà xã của anh. Chỉ có những cái thời điểm mà bà xã anh, chẳng hạn như trong thời kỳ sinh nở thì anh là cái người sẽ quay lại chăm sóc cho bà xã nhiều hơn. Nhân đây thì anh kể một cái câu chuyện, đó là đứa con đầu của anh á, là lúc đó anh đang đi biểu diễn ở bên Mỹ. Đáng lẽ là tới thời điểm sinh rồi nhưng mà bé không chịu ra. Cho tới khi mà anh về tới Việt Nam rồi thì lúc đó anh đưa đi bệnh viện thì lúc đó bé mới chịu ra. Thì đó là một trong những kỷ niệm mà anh cảm thấy là giống như là bé đang chờ đợi ba về, đợi ba về vậy đó. Một cái gì đó cũng rất là hay. Rồi trong khoảng thời gian mà chăm cho bà xã mà mới sinh xong thì trong khoảng 6 ngày thì anh tuột hết 4kg mà không cần phải tập thể dục, không cần phải làm gì cả. Không cần phải gym, không cần phải gì anh ạ. Không cần gì cả. Tại vì vừa chăm sóc cho bà xã, bởi vì bà xã là phải sinh mổ, cho nên là vừa chăm sóc vệ sinh cho bà xã rồi vừa chăm sóc cho em bé. Cho nên là cái thời gian ngủ của mình lúc ở thời điểm đó là rất là trân trọng nó luôn á, bởi vì
một khoảnh khắc thôi, chỉ cần là 50 phút thôi là mình cảm thấy là mình ngủ được là mình ngủ liền. Có phải cứ ngủ có hai nhiều khi ngủ tới 2-3 giờ cái thức dậy lần, xong cái 4-5 giờ cái thức dậy lần. Đúng rồi. Cứ mấy tiếng cái thức lại miếng đúng không ạ? Tới tấp. À, cầm bu tới tấp ạ. Nói thì nói vậy thôi, nhưng có thời điểm là mình mệt quá mình sẽ ngủ quên, thì lúc đó bà xã lại là người âm thầm vệ sinh cho em bé, cho em bé uống sữa này nọ xong rồi, sau đó lúc mà anh giật mình dậy đó kêu chết rồi, quên cho con quên thử rồi. Thì cho nó uống rồi. Thế là anh được ngủ thêm một xíu nữa. Ca sĩ Thiên Vương không những đưa cho chúng ta những ca khúc rất hay mà còn cho chúng ta biết được về cái trải nghiệm về làm bố lần đầu tiên thế nào, và rất chi tiết đến từng giờ à. Phương, em còn câu hỏi nào muốn hỏi anh Thiên Vương nữa không? Dạ, hôm nay thì thật sự luôn được gặp ảnh ngoài đời luôn á, em thấy rất là vui. Em cũng rất là muốn hỏi anh thêm một câu nữa, đó là thì không biết là trong thời gian sắp tới là mình có cái dự định âm nhạc gì không anh? Thực ra thì tụi anh đã hoàn thành xong một album rồi, có thể nói là mini album bởi vì chỉ có 5 bài thôi, đã sản xuất xong. Nhưng mà xong rồi trong cái khoảng thời gian vừa qua, những cái chuyển biến trong dịch bệnh này nọ, cho nên là mọi cái đều dừng lại hết. Nhóm dự định là quay 5 cái MV của 5 bài hát đó để trở thành một cái series, một cái câu chuyện dài. Tụi anh cũng đang rất là mong muốn là mình sẽ có một cái thời điểm để mà ra những cái sản phẩm mà mình đã hoàn thành rồi với thời điểm thích hợp nhất. Anh mong là nó sẽ gần đây. Cảm ơn những chia sẻ của anh Thiên Vương cũng như là bé Phương. Chúng ta cũng đã ngồi nói rất nhiều, thì chúng ta bắt đầu sẵn sàng đến với phần 2 để chúng ta có một cái game gì đó vận động tay chân, vì ngồi lâu quá nó không tốt cho mỡ ngay bụng. Dạ. Vâng ạ. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Chào mừng tất cả quý vị đã quay lại với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một thử thách. Đồng đội thắng thì có quà. Wow. Thua thì sẽ bị phạt. Bây giờ em xin giới thiệu ạ. Trước hết đây là một bức tranh ghép lại từ 6 mảnh ghép. Và 6 cái mảnh ghép đó đang được nằm rải rác đâu đó trên 10 chiếc dĩa bột này. Các anh. Yeah. Để có thể thấy được cái mảnh ghép này, anh phải dùng bằng chính cái hơi mà đêm đêm anh hát, anh bè, anh thổi phù 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 để cho cái lớp bột bay ra. Và anh thấy được cái miếng đó. Sau đó hãy dán lên. Và thời lượng của chúng ta có là 3 phút để tìm được 6 miếng dán chính xác ướm lên trên đây. Thế chỉ có mình anh thổi với Phương không thổi hả? Hai người phải cùng hợp tác với nhau. Vì em nói ngay từ đầu đây là thử thách đồng đội. Hy vọng anh và Phương sẽ tìm được mảnh ghép chính xác cho bức tranh. Rồi, đồng ý. Trước khi đến với phần thi này thì em muốn thấy được tinh thần đồng đội của hai người ạ. Không thắng không về. Không thắng không về. Wow. Hai người cùng nói cho nó sôi động lên. Có nghĩa là không thắng là ở lì luôn. Ở luôn á. Cho dù coi như qua tuần sau mà có phát thêm cái tập Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao thì vẫn là mình. Thôi, MC cũng không được về luôn á. Mình rồi, đúng rồi. Trừng phạt luôn MC. Hai người cùng đọc cái slogan nó thật là mạnh mẽ này để mình chiến thắng à. Không thắng không về. Và phần thử thách xin được phép bắt đầu. Cố lên ạ. Rồi mà lấy cái này. Chạy qua. Em lấy qua trước đi. Đúng rồi. Đây. Tiếp qua đây nè. Cố lên ạ. Không còn thấy nữa. Anh không còn thấy đường nữa Vũ à. Đây là những cái khó khăn mà chương trình cố gắng để tạo ra. Đó chính là chiếc mắt kiến đang bảo vệ mắt của anh. Hãy dùng nó để che tiếp đôi anh. Khoan vội hả anh. Hãy nhìn sâu dùng mắt kiến. Đúng rồi. Ủa, anh thổi luôn. Hãy nhanh lên, bức tranh đã sắp có hồn rồi. Mới đây mà đã có 3 miếng rồi. Cố lên anh ơi. Cứ cầm ngồi đi, miếng nào không được thì mình cầm về. Tại sao chỉ cầm mỗi một miếng vậy? Đâu có ai cấm là cầm nhiều miếng. Cái mắt kiến đã không còn thấy được nữa. Cố lên ạ. Thời gian vẫn đang trôi nha mọi người. Bây giờ là anh không còn thấy đường nữa Phương à. Anh ơi, em xếp đi. Em biết khi anh như vậy ai là người buồn nhất không ạ? À? Chị make up ạ.
Chị quá buồn ạ. Chị mất một tiếng đồng hồ đánh cái nền cho anh ạ. Ờ ha. Cố gắng lên ạ. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi ạ. Mọi người đã chắc chưa ạ? Dán vô liền ạ. Khi mà đã chốt rồi mình mở cái miếng dán liền không thôi, có không kịp ạ. Dạ. Tôi chỉ hỏi trợ dán rồi còn sai thì là ráng chịu ạ. Thời gian vẫn đang trôi. Rồi ạ. Xong. Wow, và quý vị ơi, thời gian của chúng ta thậm chí vẫn còn, nhưng mà đội Phương Vương đã hoàn thành được bức tranh trước cả 3 phút. Nguyễn Đình Vũ xin được phép kiểm tra bức tranh ạ. Quý vị có thấy đúng không ạ? Chính xác đến từng ly đúng không ạ? Một tràng pháo tay cho anh Vương và chị Phương. Mặc dù là anh không có hình phạt, nhưng mà em cảm giác được rằng là anh cũng đã có một hình phạt cho riêng mình rồi. Chắc vậy. Dạ. Anh cũng muốn chia sẻ cái hình phạt này với Vũ á. À, dạ không ạ, bộ vest này cũng hơi cực à. Nhưng mà anh hãy yên tâm đi, em hoàn toàn có thể hô biến anh để anh chỉnh trang trở lại đẹp đẽ chỉ sau trong vòng 3 giây mà thôi. Anh rồi, có tin được em không? Em làm cho anh xem. Dạ. Trước hết em dùng nước mắt của chị make up. Em nắm vô tay anh, sẽ đem đặt bùa. Ấm bà la xì bùa. Pa. Thiên. Trời ơi, thấy chưa? Kính trọng liền. Quá dữ. Trai xịn sò lại liền. Có bất ngờ với lại tài phép của tôi không ạ? Quá bất ngờ luôn. Tôi anh hoàn toàn có thể dùng phép thuật của mình để biến cho cái bột hồi nãy anh biến mất, có chuyển qua bên đây liền luôn á mọi người, có tin không ạ? Không nên. Vậy à? Vâng ạ. Trên tay Nguyễn Đình Vũ đây là hai tấm voucher wow mua sắm của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Xin gửi tặng lại cho anh chị. Yeah. Hôm nay đến với chương trình thì Phương cảm thấy như thế nào? Được gặp thần tượng của mình á, ngoài đời giao thịt luôn thì em rất là vui. Và đặc biệt hơn á, hôm nay có cơ hội nhận một phần quà của chương trình. Dạ, cảm ơn. Còn anh Vương thì sao ạ? Có thể nói thì Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao nó giống như là một nơi mà anh có thể được trải lòng mình. Xã hội hiện đại bây giờ, cái việc mà trải lòng ngồi nói chuyện với nhau mà không thông qua mạng xã hội hay là không thông qua một thiết bị thông minh thì đó là một điều rất là đáng quý. Cảm ơn những chia sẻ của anh Thiên Vương rất là nhiều. Nguyễn Đình Vũ cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng ta là 13:15 trưa Chủ nhật trên kênh HTV7. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại. Thiên Vương cũng cảm ơn những người bạn đồng hành đã luôn đồng hành cùng với nhóm. Đó là một điều mà nhóm rất là trân quý. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, bởi vì các bạn đã không quên MTV và vẫn luôn theo dõi và vẫn sát cánh cùng với MTV với những sản phẩm. Rất là mong anh có nhiều sức khỏe và sẽ có được nhiều sản phẩm âm nhạc để phục vụ khán giả. Và một điều nhỏ nha, sắp tới nếu mà dự án của anh có phải có mặt em đó nha.